con nè. Bạn biết thuốc là có thật không? Làm gì có thật. Chỉ có thật là của bệnh đạo mình á. Nhìn hình á, hồi xưa á, phụ nữ ông qua bên nước ngoài mới thấy mắc cười. Đàn ông phủ kính mít à, lông lá nhiều quá nó phủ khoai phủ kính mít. Rồi mộng mơ em tưởng tượng nó phải trên cái ngọn đồi nhìn xuống thoai thoải thung lũng gì, không có chỗ để mà ngồi không mộng mơ được. Cá sinh vật lạ kìa, đi xuống coi coi chân té. Mẹ đi cẩn thận nha. Ê lù đạn, chụp hình coi, quay phim gì đó. Bất đáo trường thành phi hảo hán, bất phi không đi tham quan cái trường thành này á, là không phải là người đàn ông à, vậy à. Còn á hả, ừ vậy là có nghĩa là cái này mà không đi thống này á thì đàn bà không thể về đánh chồng được, thì phải đi vô. Rắn hai đầu, ngé ba sừng, bò sáu chân. Quay cho chị, quay cho chị mới. Có đi về bên đó thì thấy là đang là chị đứng quay thôi. Ồ cái này cũng dài lắm nha, dàn lý chân thành cũng dài lắm á. Đây. Đang quay á. Đây. À, nói gì ạ? Đây. Nói đàng hoàng. Phố không có chạy phố. Ngồi hai ba người không có đâu. Đi vô ngồi cộng đông rồi để cho nó dễ. Đi đi lên đây nè, lên đây chị Hạnh. Ta đang múa dưới đây nè, xuống đây coi đi, lắc lên coi. Lát lên coi trên đây. Như thế đang múa, đang chống. Ủa, nắm tay bà nội đi, đi ba đang cầm máy quay rồi. Đi lên le lưỡi nha. Dịch vụ cưỡi ngựa đồi mộng mơ. Nhập khu với tộc. Vô nhà sàn này coi nó chơi nhạc. Âm thanh này nghe giống như trong gì ha, hay ha. Này chơi nhạc cụ.
chứ không phải biểu diễn múa. Chú gõ cháu lên ba kìa, chú gõ cháu lên ba kìa.